nào? Anh này. Người ta lên. Anh Trung Tính. Ừ, đại với ta. Anh Trung Tính hả? Rồi, bữa nay sinh nhật. Này, thử bánh kem bự quá nè. Nè, mẹ quay ra mẹ ấy nè. Đó, mẹ bên đây đi ngồi á. Từ từ. Rồi, bên đây đi. Đây. Kìa, nó cắm đạo của mẹ. Ê, bé ơi. Kìa. Rồi, đây, chuẩn bị bánh sinh nhật. Đừng cắm rồi, để đại nó đi. Đại nó. Đó. Rồi. Anh sao phát đi. Hello. 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 Ủa bấm cái quạt nó máy đó sao? Để tránh khỏi trước đi từ từ. Ừ, đi. Nó coi đã không? Ai mua cho con cái bánh sinh nhật đó? Dạ là mẹ Di. Mẹ Di mới đi mua hả? Mẹ Di mới mấy ngàn mấy ngàn. Mấy ngàn. Mấy ngàn mà Di. Trời ơi, đã quá. Đã mấy ơi. Rồi. Bánh sữa. Ý, bà ngoại tới. Rồi. Này, đẹp ghê chưa? Em không biết này, cái này là bánh sữa. Rồi, giờ chuẩn bị cầu nguyện nè, chuẩn bị cầu nguyện kìa. Rồi, Nguyễn kìa. Từ từ, chuẩn bị cầu nguyện nha, từ từ đợi mẹ nó. Trái gì, trái nho hả? Không phải, cherry. Rồi. Cái gì con người coi cái hộp gì? Đẹp quá. Này đẹp thiệt. Trường đây nè. Cầu nguyện nữa. Cầu nguyện hỏi đi, cầu nguyện xong hỏi. Ừ. Nguyễn con học cho bao giờ? Xong rồi. Chuyện nhanh chứ ạ. Từ từ. Hai nãy em nói là gì? Bây giờ hai nãy thầy là bây giờ tắt rồi nhanh lắm. Bây giờ con chọn nhau lắm. Rồi. Kiếm gì chưa về? Rồi khỏi đi khỏi. Ừ. Rồi quay đi chụp hình nè. Quay qua đi chụp hình nè. Thấy ba. Mẹ Di mẹ bà ngoại vô nè. Thấy nó qua đây nó đi chụp hình nè. Nó qua đây chưa? Thấy ba. Xẻo tay lên, bị ngủ hay gì vậy? Xẻo tay lên, thấy ba cười. Rồi. Ừ, đã quá. Rồi anh hai trẻ hay anh hai trẻ. Rồi bắt đầu anh đâu cái đâu. Rồi anh hai trẻ bắn chia ra đi. Mẹ chia giùm con đi. Rồi mẹ chia chia chứ anh hai có biết chia đâu mà kêu anh hai. Cho con tự cắt mà con cắt mình. Cho nó cắt một cái thôi. Cắt một cái này. Cắt một cái thôi. Cắt một cái đường xuống thôi. Cắt một hẳn xuống. Mẹ, để cái tay bằng mẹ. Cái tay mẹ cho cái tay mất con. Tay gì? Dính gì? Dính mẹ. Sao? Dính nó. À, mẹ Di chưa tắm rồi. Mẹ Di chưa tắm. Hả? Mẹ ghi tên hai á. Chị à? Trời ơi, anh hai biết trẻ không? Trẻ chi thế rồi anh hai. Dính nè. Ê, nãy cái răng lắp ở đây mẹ ấy nè. Mẹ nặng coi. Cắt bánh kem. Nhớ mấy ảnh kìa vui ấn không? Nè ngó lên nè, ngó lên. Em Bi ngó lên nè. Hello. Hello. Ủa đã ăn được hai bóc tới Noel đang chặt nữa nha. Ý, cái em Bi tuốt hả? Rồi, anh hai chị. Ra, mày ăn sao? Không thấy miệng ra. Anh hai chị muỗng. Lấy cái muỗng cho em. Lấy cái muỗng cho má. Không quyền ngon không? Rồi em con này. Happy birthday không có ăn gì con. Bữa nay này mua. Rồi anh hai nè. Mẹ Di nói vậy là đúng không? Hay sai? Nè. Con ho lỡ dăng nước miếng vô trong đó thì sao đúng không? Rồi đúng rồi, nói đúng rồi thôi, nó có đau bụng. Nè, nói con này con nhớ thôi chứ có đau bụng. Rồi ngồi dậy mình ăn đi nha. Chứ mình ăn sinh nhật mà mình buồn là không có được nha. Ai con ai con. Ai con? Nè. Ơi hả? Ừ, Bi có bánh kem ngon quá à. Cho Út coi cái bánh kem của Bi cái nha. Bà này. Trời ơi, bánh kem bự cho bác luôn. Ơi, nó kinh khủng. Trời. Của bà ngoại đâu? Nho nó cho Bi đâu dịu nho mà. Nho hả? Nè, của bà ngoại nè. Bà ngoại ăn. Không ăn hả? Sao không ăn ngon? Không ăn. Đó, nguyên đại gia đình á. Ngon ghê chưa? Ủa nước gì vậy? Rồi ăn. Rồi nói vô chụm cái đi quý vị ơi. Hello. Cười hello cười. Rồi. Rồi bây giờ ăn nha. Đâu có cái món gì đây? Hủ hấu đặc biệt. Hủ
gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Mình giúp thêm cân lên. Ủa này gỏi cuốn mặn mà đúng không? Không phải dai à. Rất là ngon. Bao nhiêu cuốn nè, nhiêu cuốn vậy? 3 ngàn. Đồng đấy à? Thịt luôn. Nhìn lịch sự ha, tôi bỏ vô giấy chợ mình nè. Ủa sao có bánh này nữa, bánh này bánh gì vậy? Giờ về mua đám hỏi nè anh. Rồi ok, xin chào mọi người đi. Dạ, bye bye. Có bao nha. Hôm qua nó nói gì con? Bye bye chưa? Bye bye. Bye bye. Chị ta bye bye nhỉ. Mất ca.